Star Media Việt Nam xin gửi đến các bạn trailer mùa 3 bộ phim cứng như là món quà nhỏ mừng Noel 2020. Chúc các bạn đón lễ Giáng sinh vui vẻ. Cớm là một dự án điện ảnh dài hơi thể loại hình sự có tiếng vang lớn trong khán giả Nga chục năm gần đây, do hãng phim Star Media cùng kênh truyền hình NTV nổi tiếng của Nga thực hiện. Mùa 1 gồm 24 tập sản xuất năm 2012, mùa 2 có 32 tập sản xuất năm 2014 và 2015. Và nay, kênh NTV là nhà đầu tư đang chuẩn bị sản xuất và công chiếu mùa 3. Chưa ai biết cụ thể bối cảnh số tập cũng như lịch ra mắt công chúng. Mùa xuân năm 1953, sau khi Stalin mất, các nhóm chính trị khác nhau ở Liên Xô bắt đầu cuộc chiến tranh giành quyền lực. Берия, một trong những nhân vật thế lực nhất để tạo ảnh hưởng rộng khắp trong nhân dân, đưa ra sáng kiến ân xá đại trà, nhờ đó gần 1 triệu tội phạm hình sự đã được trả tự do. Hậu quả là làn sóng tội phạm gần như bao trùm lên đời sống của toàn bộ đất nước. Vô số phạm nhân được ra khỏi các trại giam trên đường trở về nhà sau bao nhiêu năm đói khát, không từ một thủ đoạn nào để kiếm chút tiền đi đường ở các địa phương họ đi qua. Khu Petrovo nằm ở cửa ngõ thủ đô Moscow là vùng đương đầu với làn sóng đó. Các nhân viên phòng cảnh sát Petrovo không chỉ tuần tra giữ vững trật tự an ninh, mà họ còn phải truy đuổi các phần tử tội phạm nguy hiểm và giàu kinh nghiệm. Bắn đi! Bắn đi! Chúng không thoát được đâu. Đừng bắn, không thì chúng chạy mất. Chúng chạy đâu thoát, đằng kia là đường cụt, quân ta phục kích. Rút lui, đứng yên, giơ tay lên. Còn sống chứ? Bị dính một tí, một tên xong đời, ba tên chạy về phía kia. Cậu trông xe, xa xa, theo tớ. Trong lúc đó, cựu trung tá an ninh Pavliker là phạm nhân chịu án nặng sau những hành vi phạm tội khi còn đương quyền ở Petrovo, cùng đồng bạn vẫn chưa được ân xá. Razgulay, kẻ đang chịu án nặng vì tội buôn bán ma túy, ôm ấp hy vọng bằng mọi cách ra khỏi tù để trả thù Kozarov, vì trước đây đã phục kích bắn hắn cùng tăng vật tại bưu điện. Và nay đang sống với Polina, cô bồ cũ và cất giữ số tiền lớn của hắn. Ôi, đau quá! Biết tao chưa? Theo tao làm gì? Hả? Đau quá, ông ấy bảo tôi theo ông, để xem làm gì. À, tức là bọn mày theo dõi tao. Thế đấy. Làm gì với mày bây giờ? Sao câm mồm, hả? Thì biết nói gì. Nhưng tao với mày, Razgulay, gần như là anh em. Tao không chơi với nhặng. Tao nói nghiêm túc đấy, vì Kozirov nên mày bị tống vào đây.
thì sao? Và tao ở đây cũng là vì nỗ lực của hắn. Cho nên chúng ta cùng cảnh ngộ, tớ với cậu gần như là anh em kết nghĩa vậy. Nghe này, có đúng là hắn ăn ở với con bồ của mày à? Đừng có bịa, hồi năm 49 tao đã nhờ anh em ngoài kia cho hắn đi đời rồi. Thế mà tao nghe nói hắn sống và khỏe mạnh. Nói phét. Lời thề danh dự của đội viên thiếu niên tiền phong, tao sẽ tìm ra hắn, còn đĩ đó cũng sẽ bị tao giam cả đời. Nhưng làm gì với mày bây giờ? Vì tao được giao đến tối mai phải cho mày toi đời. Thôi, câm mõm, tao sẽ tính. Này, im ngay, đồ khốn nạn. Thằng khốn nạn, đó là mày. Đặt thằng Razulai liệt tao. Nói đi, mày nghĩ tao sẽ nói à? Im lặng hả? Im như du kích hả? Mày muốn làm kẻ giết người cũng không xong. Thậm chí đầu óc mày không đủ để bày ra cách. Tao thì đủ, mày tin không? Giờ thì tin rồi. Đúng, rồi mày sẽ thấy đúng như thế. Này, mày thật sự nghĩ rằng nếu chúng mày cho tao mất tâm ở cái trại này thì sẽ không ai biết về mấy tác phẩm của mày? Năm 42 ở vùng bị chiếm đóng, hả? Về cả kho quỹ chung mà kiểu như lọt vào tay bọn Đức cũng là do mày, hả? Cụ thể những chuyện đó rồi tao cũng sẽ biết ngay lập tức. Mày thử biết, lúc đó bọn Cớm và anh em ngoài kia sẽ tổ chức cho mày một bữa đón tiếp cực kỳ nồng nhiệt. Và tao sẽ chịu trách nhiệm chuyện đó. Biết ai sẽ tiếp mày không? Cha Lươi à? Còn bây giờ thì xéo đi. Khoan đã, cán bộ. Tôi nóng này, tao có thể quên được chứ? Tao có thể quên bởi vì mày là thằng chó má. Nhưng mày ở đây nằm trong tay tao. Ở đây. Thậm chí cả khi ngoài tầm kiểm soát. Tại sao anh không tố cáo tôi? Vì tao cần mày, đến lúc sẽ cần. Rồi lúc nào đó sẽ diệt tôi. Không, tao cần mày cùng với tao như cá bơi dưới ô dù che bóng. Tao cần mày để thay thế chỗ của cha Lươi. Thế nghĩa là sao? Đến lúc cần thì mày sẽ biết. Còn bây giờ thì thế này. Lúc mày được ra tù thì không đi xa Moskva, hiểu chưa? Tôi cũng định về thủ đô sống. Họ có hứa với tôi sẽ ân xá. Tao sẽ tự tay ân xá cho mày. Sẽ đưa cho mày vài địa chỉ. Mày đến đó xem thế nào. Và quan trọng là mày phải tìm hiểu xem anh bạn chung cha Lươi của chúng ta sẽ làm trò gì. Xem kẽ hở của hắn, vừa như làm việc này việc kia giúp hắn. Mày quá biết việc đó. Và mày nhớ kỹ điều đó. À quên, chuyện này nữa. Còn về Zagulai, chúng mày không được đụng đến hắn. Nó còn có ích cho việc của tao như que diêm để nhóm lửa. Và sau này nếu như mày có rời khỏi bộ sậu của tao. Xong, hiện tại mày tạm nghỉ. Tại phòng làm việc của thiếu tá, giám đốc trại giam. Tôi vẫn không hiểu tại sao bí mật thế này. Thậm chí tôi cũng không thể biết ông là ai. Trong giấy ghi thế còn ít à? Xin lỗi. Đồng chí thiếu tá phạm nhân Pavliker đã được đưa đến. Xin phép ra ngoài. Chào cậu Igor. Chào Kolia. Ngồi đi. Ngồi 5 năm ngán quá rồi. Đó là lỗi của chính cậu. Chơi cho lắm vào. Vì thế mà nhận được quả đắng. Quan trọng là rút ra kết luận từ những sai lầm mắc phải. Thì tớ đã tổng kết rồi. Tớ nhận được thư của cậu. Nhưng tớ vẫn không hiểu cậu muốn gì ở tớ. Kolia, cậu hiểu cả. Tôi muốn cậu kéo tớ ra khỏi đây. Và không chỉ kéo ra mà phục hồi quyền và cấp bậc.
Cậu hồ đồ thế hả? Hét gì hả? Tớ là tướng của bộ an ninh, còn cậu là gì? Tướng hả? Chỉ tương đối thôi. Hôm nay cậu là tướng, ngày mai cậu vào tù. Và cậu đến đây vì biết rõ rằng tớ có thể làm việc đó với cậu. Cậu dọa tớ à? Thôi đi, cậu đừng cáu. Tớ yêu cầu cậu giúp đỡ và không vì vụ lợi. Vậy thì ta nói thẳng nhé. Tớ nói thẳng, cậu kéo tớ ra khỏi đây phục hồi quyền và cấp bậc. Còn tớ sẽ trả lại cho cậu tờ giấy mà vì nó cậu có thể vào tù bất cứ lúc nào. Vào tù ngay, Colia. Vớ vẩn, tờ giấy nào? Tờ giấy nào à? Cậu có nhớ tờ giấy cậu viết tố cáo gửi Beria vào mùa thu năm 42 không? Mùa thu năm 42 đó. Cậu cần nhắc lại à? Lúc đó cậu cao giọng lên án ai hả? Còn bây giờ ông ta lên chức ngồi cao thế kia kìa. Và nay, sau khi ông chủ mất, còn sẽ ngồi cao hơn nữa. Cậu hình dung xem ông ta sẽ làm gì với cậu nếu tờ giấy đó chẳng may lọt vào tay ông ta. Thế tại sao trước đây cậu không dùng tờ giấy đó cho việc của cậu? Tớ để dành lúc gặp vận đen. Thấy chưa, này có ích đấy. Cho nên ân xá đang chờ tớ. Nào Colia, nâng cốc trước đi. Nào Colia, giang tay giúp đỡ bạn bè đi. Lấy gì bảo đảm? Bảo đảm à? Với cậu, lời nói của tớ bây giờ không có ý nghĩa gì. Và cậu nên nhớ, Colia, nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra với tớ, thì tài liệu đó vẫn đến tay người nhận. Bằng bất cứ giá nào. Sao hả? Tớ cần phải suy nghĩ. Thì cứ suy nghĩ đi. Một tháng đủ không? Một tháng à? Tớ sẽ cố gắng. Cố lên. À tớ quên. Này cầm đi. Cái gì đây? Đó là hình dung của tớ, cách dễ nhất để giúp cậu kéo tớ ra khỏi đây. Thấy chưa, tớ chăm lo cho cậu như thế. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ lên kế hoạch cụ thể mà không cần phải suy nghĩ rông dài làm gì. Và sau này, tớ với cậu sẽ còn làm việc với nhau nhiều nữa. Thế nào? Xong. Chào cậu. Thế đấy. Và bây giờ thì chào cậu. Đưa đi. Rõ. Ta đi. Pavliker làm cách nào để ra khỏi trại giam? Razgulai ra trại như thế nào và bằng cách nào hắn trả mối thù riêng với Kozirov vì lấy cô bồ cũ của hắn? Và cơ quan an ninh Liên Xô mà đại tá phản gián đã được điều đến Petrovo nhân vụ án giết người hàng loạt, nay sẽ truy tìm tài liệu mật của Đức để lại với danh sách những người được tuyển mộ làm việc cho phát xít Đức. Trong đó, có người đang nắm giữ chức vụ cao cấp như thế nào, chúng ta có thể thấy trong mùa 3. Xin giới thiệu một số cảnh quay cùng với nhiều tình tiết hậu trường khi sản xuất hai mùa của bộ phim này. Nhiều cảnh đấu súng, nhiều xác chết, nhiều lực lượng tham gia. Đây không phải là bản tin tổng hợp về tình hình chiến sự trong tuần qua, mà là cảnh quay bộ phim cớm trong một đêm mưa tầm tã. Đêm nay, ai cũng ướt nhèm, cả tổ quay gồm 19 người và cần làm để kịp trước khi trời đổ mưa to. Dành riêng cho nhà sản xuất kênh truyền hình NTV, chúng tôi đang quay những cảnh cuối của bộ phim cớm. Phim các sự kiện.
kiện những năm 50 diễn ra ở thành phố Petrovo, nhưng thực tế cảnh quay thực hiện trong các năm từ 2011 đến 2015 tại hai tỉnh Rybin và Yaroslav. Thật thú vị, lúc đó là một thời kỳ hoàn toàn khác, những ai lớn tuổi cũng khó hình dung. Không chỉ là khung cảnh thời trước mà là cảnh vật đúng của năm 1953. Sự phức tạp của các cảnh phim là ở chỗ phải đóng trong bối cảnh của thời kỳ khác hẳn một thời kỳ gần như là xa xưa. Tất nhiên đó là một thời kỳ khác hẳn. Đó là thời kỳ nhân dân ta vừa mới chiến thắng quân thù trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và mặt khác, trong đời sống xã hội diễn ra những sự kiện không chỉ là liên quan, mà trong thời kỳ đó, từ trong nội bộ. Kozirov, vào đi. Yuri Sergeyevich, anh định sẽ làm gì? Hiện tại đang tính đến đây vào làm trong ngành. Được à? Sao lại không được? Thú vị là mình có cảm giác như là cỗ máy thời gian. Ví dụ như đôi lúc có việc gấp mà cần phải báo tin cho sếp thì mình phải vác xe chạy. Các băng đảng gây nên nhiều vụ án nghiêm trọng. Tổ quốc của đại úy Kozirov lúc đó là như vậy. Chỉ cách thủ đô 50 km vào giữa những năm 50, nhưng cảnh sát nhiều lúc cũng bó tay. Lúc đầu định chọn địa điểm quay ở đâu đó không xa lắm, nghĩa là cách thủ đô vài chục km như bối cảnh trong phim, và chỉ cần phục dựng lại hiện trạng vụ việc diễn ra thời đó, nhưng rồi phải đi xa hơn, và Rubinsk được đạo diễn và dàn dựng chọn. Ở tỉnh đó có mấy thị trấn mà hồi trước xây dựng dở dang vì bọn Đức, rồi sau đó xây dựng thêm rất ít. Ở những nơi đó có thể bổ sung thêm một ít. Với những nhân vật chính của bộ phim, tỉnh Rybinsk đã trở thành gần như là quê hương của mình. Rybinsk là một địa điểm thích hợp cho bối cảnh của phim, còn là bởi vì những gì chúng tôi khi quay mùa 1 vẫn còn y nguyên, từ phòng ốc cho đến khung cảnh, phố xá. Đây là sân quay chính của đoàn làm phim chúng tôi. Đây là trụ sở của đồn cảnh sát. Công trình để quay phim ở Rybinsk, như chúng tôi hay nói, trên mỗi góc phố đều có, cả thành phố ở đâu cũng có cảnh để quay. Còn nếu gì đó chưa đủ thì chúng tôi xây dựng thêm. Chúng tôi xây dựng và trang trí thêm. Bắt đầu từ cả nhà vệ sinh, kể cả bảng tên, rồi bảng kết quả huấn luyện khi tập bắn súng. Đằng kia là ở phía dưới cánh cửa sắt, ở chỗ kia được chúng tôi xây thành nhà xác và đến giờ vẫn còn. Thế nào, biết ai đây không? Tất cả các công trình này được bảo quản nguyên vẹn từ khi quay mùa 1 của Cớm, và rất có ích khi quay mùa 2. Còn đây thì không hiểu ai là cớm và ai là kẻ phạm tội. Tập xong, thấy được nên quay liền. Nói thì có vẻ dễ dàng, còn trên thực tế thì sau nhiều giờ tập luyện, rồi nhiều phút tổng diễn lại, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn dàn dựng các pha gay cấn. Cậu lại đây, tóm tay ở chỗ này, rồi hất lên, rồi quay lại bằng đánh cùi chỏ, xong rồi dùng tay túm chỗ này và vừa đẩy vừa vứt xuống đây. Có nhiều cảnh chúng tôi không thể sử dụng người đóng thế vì hình ảnh quay khá cận cảnh, và có thể nói địa điểm quay khá hẹp, không cho phép quay cảnh đóng thế và diễn viên đóng vai thực để sau đó ghép lại. Vì vậy các diễn viên chỉ còn cách dựa vào bản thân mình. Tất nhiên dễ hiểu, thể hiện cảnh đánh lộn khá phức tạp. Xin lỗi, diễn viên chúng tôi dù có tập mấy cũng không giống như những tay giang hồ thứ thiệt ra đòn. Làm như thế này này. Rồi chộp lấy chỗ này, chỗ vai này, rồi giật mạnh, đầu gối co lên. Thế, trong một lần diễn để quay, diễn viên Berezovsky không lường trước được quỹ đạo của cú đánh. Trong phim cũng như ngoài đời, không thể tính hết được 100%, và máu đã đổ.
Chuẩn bị kỹ để không bị chấn thương, bảo vệ bên trong và bộ quần áo chống cháy. Đó là những gì dùng khi quay những cảnh nóng bỏng. Bắt đầu. Trong cú nổ, ngọn lửa nguy hiểm nhất với khoảng cách tối thiểu trước sóng xung kích và ngọn lửa như vậy thì nguy hiểm cho tính mạng là rõ ràng. Để dập đám cháy như vậy, phải dùng xe cứu hỏa chuyên dụng. Cảm ơn tất cả và cảm ơn riêng bộ phận cháy nổ. Xa xa, cậu giỏi quá. Chúng chờ gì mà nổ vậy? Không biết, có thể chúng thùng xăng. Còn 30 giây nữa. Có đúng là mày đã dính với hắn không? Cầm đi để dùng tạm. Trong khi các diễn viên đóng thế đang chuẩn bị quay cảnh cháy, tổ cháy nổ đang làm một việc kỳ lạ. Vùi tất cả xong và tản ra. Ở chỗ này sẽ có cảnh nổ súng, kỹ thuật viên cháy nổ sẽ có một ít thời gian để chuẩn bị. Chúng ta vùi kíp nổ cùng dây dẫn xuống đất tuyết để mô tả viên đạn nổ. Dùng tay trần để bới tuyết không đơn giản chút nào. Các kíp nổ phải được vùi xuống tuyết thật nhẹ nhàng. Vùi xong thì có thể đeo găng tay. Còn tại sao lại bắn xuống đất mà không bắn thẳng vào người như cớm thường xử sự thì chỉ có đạo diễn biết. Cảnh này trong phim sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta chuyển sang một pha phức tạp hơn, có thể gọi là một trong những pha phức tạp nhất của điện ảnh. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chuyên nghiệp là chìa khóa hiệu ứng thành công cho những cảnh hành động này. Cho nên, trước khi cho xe cháy nổ, cần dùng khăn lau tay ướt đẫm nhiên liệu nhẹ nhàng lau một lớp mỏng mọi phía bên ngoài xe. Và bây giờ, 1, 2, 3, xe bắt đầu cháy nhưng không có phát nổ. Motor, xuất phát! Nhảy ra khỏi xe! Tất cả hình như đã làm xong nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài. Theo kịch bản, người đi thắp tùng bị cháy, cả người bốc lửa phải nhảy ra khỏi xe. Cảnh có người đang chạy rồi chạy, đó là một pha vào loại phức tạp trong điện ảnh. Bởi vì trong lúc bị cháy, người đó còn phải vừa chạy vừa hét, làm gì đó khó hiểu theo bản năng. Những tình tiết đó phụ thuộc vào người đóng thế, nhưng cơ thể lúc đó đang bị nóng, lửa có thể xuyên qua đồ bảo hộ gây hậu quả không lường trước. Cảnh này có hai người đóng thế, họ mặc đồ như thể phi công vũ trụ đang chuẩn bị cho chuyến bay vào không gian. Trước tiên phải đội mũ kín đầu và mang găng tay chống cháy. Để gây ra đám cháy, họ dùng loại nhiên liệu đặc biệt. Và đồ bảo hộ này chịu được ngọn lửa dạng đó. Đây là mũ chống cháy, đội phía trong mũ bảo hộ. Đây là mặt nạ bảo vệ bịt kín mặt. Bên ngoài mang thêm một mặt nạ nữa. Nó có mũi nhô lên để trông giống như mặt của con người. Trong một phút đó không thể thở. Lúc đó có thể nín thở nhưng đồ bảo hộ phải cho khí thoát ra. Còn vào thời điểm phát nổ thì phải nín thở hoàn toàn. Tất cả chuẩn bị. Tất cả nghe tôi ra lệnh. Rõ. Chuẩn bị. Đốt xe. Motor. Quay phim. Mở máy. Còn bây giờ là điều hệ trọng nhất. Phải nhảy ra khỏi đám cháy sao cho an toàn. Không phải ai cũng có thể cho phép mình làm điều đó.
Chuẩn bị nháy, cảnh sát người trong đám cháy, đó là pha vào loại nguy hiểm nhất. Làm sao để có thể an toàn thoát ra từ ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội? Phải dùng mấy xe cho cảnh quay này. Phải chuẩn bị lớp bảo vệ cho từng xe. Chuẩn bị nổ súng. Họ chỉ không có quá một phút, nhưng mỗi giây lúc đó cảm thấy như là một khoảng thời gian vô tận. Trong lúc quay những cảnh đó, thông thường cả đoàn làm phim nín lặng, ngoại trừ đạo diễn. Châm lửa đốt xe. Cháy chưa? Cháy rồi. Tất cả chuẩn bị. Dập lửa. Những chuyên gia thực sự lành nghề, với họ mạo hiểm là chuyện bình thường và có ích. Tất cả còn lại do ngọn lửa xanh quyết định. Và tiếp tục một cảnh khác, tất cả lại lặng yên theo dõi. Châm lửa đốt xe. Xung quanh. Phía trước nữa để cháy cho đều. Bắt đầu. Chạy ra. Số 1. Dập lửa. Cô đi cùng chúng tôi và tôi sẽ là người dẫn đường cho cô. Ôi, tôi sẽ rất vui, nhưng tôi còn bạn nữa, không biết nó lạc mất đâu rồi. Rất vui là ta lại gặp nhau. Thế nào Marina, cô theo chúng tôi hay là chống lại chúng tôi? Tôi á, theo các anh. Thế thì ta đi. Mùa đông ở trường quay không thể thiếu nệm được. Có nó ấm hơn và an toàn hơn. Cảnh vừa rồi, cô ổn cả chứ? Anh ấy là người che cho tôi. Bị xe tông, anh ấy ngã xuống mà vẫn choàng lên cho tôi. Nếu trong đời mà tôi có người như thế, nhờ đó tôi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ừ, đó chỉ là quan tâm đến bạn diễn thôi. Ta còn quay nhiều nữa mà. Buông tôi ra. Marina, Marina. Maska, anh có sao không? Khi tham gia bộ phim này, tìm hiểu kịch bản và bối cảnh của câu chuyện với những tình tiết này trong cốt truyện, tôi rất hạnh phúc khi được gửi nó đến với các bạn. Và cũng chưa hết chuyện đâu nhé. Thế nào, chúng mày có muốn chết không hả? Cố gắng dịch và phát mùa 3 càng sớm càng tốt, nhưng vì không có bản phụ đề cả tiếng Nga và tiếng Anh, phải dịch thẳng từ phim nên việc dịch 32 tập phim, nhiều tiếng lóng và cách nói của dân xã hội đen khá lâu công. Các bạn hình dung xem, nếu tối nào cũng ngồi gõ 3-4 tiếng thì mỗi tuần làm xong không quá 2 tập. Nghĩa là để làm xong 32 tập của mùa 2 thì phải mất 16 tuần lễ, tức là 4 tháng. Vì vậy, mong các bạn thông cảm và chờ nhé. Và nhân đây, trang phim Liên Xô và Nga cùng kênh Star Media Việt Nam xin chân thành cảm ơn gần 400 bạn đã thường xuyên đóng góp cho quỹ để chúng ta có bản quyền sử dụng phim và phần nào bồi dưỡng cho đội ngũ biên dịch và làm việc sốc. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn đó, thì việc dịch và phát phim không thể tuân thủ theo đúng luật pháp và chúng tôi không thể đem những thước phim này đến với khán giả Việt Nam. Và ở cột bên trái màn hình là những bạn tích cực nhất trong số đó. Trang phim Liên Xô và Nga cùng kênh Star Media Việt Nam chúc các bạn đón một Giáng sinh vui vẻ cùng gia đình và người thân.